xuống chẽ luôn và đeo quay. Vũ biết có ăn được không? Hả? Vũ biết có ăn được không? Đang nuôi con á? Chị chắc không phải nuôi con đâu. Phải đi một đôi. Nó đang ở bên cây xoan này này. Cây chè bên đây. Đấy, nó sang đấy. Rồi nuôi con này ngay được phép nhỉ? Giọng hay mà nhảy mẹ đấy. Đéo mình đéo nghĩ nó sang nhanh thế. Cái này trời mình quay kiểu gì nó không sáng lên được. Mình để auto cái trời nó kiểu râm râm để quay nó không bao giờ lép đâu nhá. Nhưng con bổi đít bạc nhá. Anh nhìn gần đít đó này mà. Đây. Bạc đúng không? Ừ. Nhà nuôi sổ. Đây phải đi bắt được xong rồi xem đít ngay. Nhìn clip này khó lắm. Đầu căng quá. Đầu căng quá. Lúc vừa anh chờ anh bẻ lại. Ồ, đâu, nó ở ngoài xa đấy, có ở gần đâu. Cánh đấy nó không gần lồng đâu, xa lồng. Ở đây nó cứ bay vòng quanh nó đấu. Chè này chắc cũng chả ai bứt lá ăn nữa đâu đúng không?